Chào các bạn nha. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một cái video về mấy con chuột của mình nha. Các bạn cảm thấy video này hay ấy, thì cho mình một like và một chia sẻ nha. Đây là cái chuồng chuột của mình nè. Bây giờ mình cứ quay ngược lại, mình quay cho các bạn coi nha. Mình là cân của mình là Cúc Việt TV nha. Đây, chào các bạn, đây. Rất tiếc hai con nhưng mà lại chết hôm qua, lại chết một con này nè, đó. Đó. Chết một con là các bạn. Đó. Kén không? Hôm qua nó có hai con đó các bạn, nhưng mà hôm nay chết mất một con nè. Qua mình mới vứt xong. Nên mình sẽ cho nó ăn cho nó thêm kém các bạn. Đó. Thường thường là mình sẽ cho nó một đợt kém. Đó nè. Các bạn thấy không? Mắt. Còn con kia là con ạ. Nó cũng khỏe quá ạ. Đây còn con nè, con này con mẹ à. Con này, nhưng mà nó lớn rồi. Đây là con mẹ của nó nè, nhưng mà con này nó bị đau mắt này, mình đang tắt riêng nè. Đấy, mình đang tắt riêng nữa, mình cho nó hồi phục lắm. Còn bên này là có 4 con này các bạn nè. Đó. Đó, 4 con này các bạn. Bên kia thì còn nhiều. Mỗi buổi sáng là mình thường thì cho nó ăn một lượt rồi xong rồi mình mới đi làm. Đây, chưa ăn rồi đó. Đây. Đó, chưa ăn nó đứng nó chờ nè. Đây mình đổ vào cho nó ăn rồi. Đó. Bu của Nam nhỉ. Cám hôm nay chứ cũng hết rồi nè. Hết cám rồi. Chiều về là phải đi mua cám cho nó ăn thôi. Bên này là cũng hết rồi. Bên này có là hai con. Một con đực, hai con, một con đực này với một con con. Con cái, nhưng con cái đang có bầu. Hết cám à, chiều về mua cám cho nó. Bây giờ mình sẽ cho thức ăn cho nó nữa cả. Đó, con này là phải cho thức ăn ở đây. Đó, con phải dựng ở đây cho nó ăn à. Đó. Con này cũng phải cho một ít, mỗi con cho một ít như con này đi. Đó. Cho ít vào đây cho nó ăn. Đó. Sáng nào cũng vậy nha các bạn. Con này, mấy con này cũng phải vậy luôn. Đó. Cho ít vào cho nó ăn. Đó. Đó. Cho ít vào đây. Đó. Cho nó ăn. Là tới chiều luôn các bạn, con này nó bên này cũng vậy.
cái này cũng vớt cho nó một giấm à, nó ăn tới chiều luôn. Nó ăn tới chiều luôn các bạn. Mình không có ở nhà, mình đi làm mà. Chiều giờ nó ăn đến đó là vừa, còn bên này hắn còn nhiều quá thì thôi chiều lại đó. Đấy, giờ nó ăn các bạn. Bây giờ mình các bạn xem nó ăn này, đây mình ăn này. Đó, uống nước nó ăn cám các bạn. Này nhìn nó ăn này. Con này con bầu chắc mai mốt chỉ đẻ này các bạn. Đấy nhìn nó ăn này các bạn. Nhìn dễ thương không? Hai con này là hai con cái nha các bạn nhé. Con này con đực à. Đấy con này đực à. Đây là con cái này. Đó, con cái khổng lồ không ạ? Bụng bằng chi nó bầu rồi. Còn đây các bạn nhìn con nó đang ăn nha. Thấy thương không? Đó, nó chạy không? Đó, con này là con đực các bạn ạ. Con cái kia nó đẻ được có một con nữa. Mỗi buổi sáng là mình thường dậy là cho nó ăn như vậy, không buổi chiều nữa. Buổi chiều là mình sẽ cho nó ăn một lượt nữa. Chiều mình ra về, mình đi làm về mình sẽ cho nó ăn một lượt. Bác các bạn nhìn là nó bu là nó ăn cám này. Chiến đi các bạn. Các bạn chiến như nào hả? Nhìn dễ thương không? À, còn con này nữa. Con này là con mẹ nè. Đang nuôi nó lớn rồi sẽ tắt ra các bạn. Đây là cái chuồng. Mai mốt mình sẽ quy hoạch là đẻ nhiều, mình sẽ cho một cái chuồng lớn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nếu mà cảm thấy hay thì hãy cho mình một like nha. Comment bên dưới nếu các bạn thích nha. Bye bye, tạm biệt các bạn.